Liên quan đến kết quả điều tra vụ việc công ty cổ phần tập đoàn Asanzo, công ty Asanzo, mới đây, Cục Kiểm tra sau thông quan Tổng cục Hải quan đã có kết luận và thông báo chính thức về kết quả kiểm tra xử lý vi phạm đối với doanh nghiệp này. Theo đó, Cục Kiểm tra sau thông quan đã kiểm tra hồ sơ hải quan, các chứng từ sổ kế toán, báo cáo tài chính cùng các hồ sơ chứng từ tài liệu khác gồm cả dữ liệu điện tử có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của công ty Asanzo trong thời gian 5 năm từ ngày đăng ký tờ khai hải quan đến ngày 26 tháng 6, 2019. Nội dung kiểm tra sau thông quan theo dấu hiệu vi phạm, kiểm tra nội dung khai báo hải quan về thực hiện chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đã được thông quan. Kết quả kiểm tra cho thấy, về hoạt động nhập khẩu, từ ngày 20 tháng 10, 2016 đến ngày 26 tháng 6, 2019, công ty Asanzo đã làm thủ tục 26 tờ khai hải quan nhập khẩu. Về hoạt động xuất khẩu, công ty Asanzo đã làm thủ tục xuất khẩu 01 tờ khai hải quan ngày 26 tháng 9, 2017, xuất khẩu hàng hóa cho đối tác tại Hồng Kông, Trung Quốc. Qua kiểm tra, Cục Kiểm tra sau thông quan không phát hiện sai phạm về khai báo hải quan của công ty Asanzo đối với hàng hóa. Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu, số liệu, thông tin do công ty cung cấp, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện sai phạm về khai báo hải quan đối với hàng hóa tại một tờ khai hải quan xuất khẩu, 26 tờ khai hải quan nhập khẩu. Kết luận của Cục Kiểm tra sau thông quan ghi rõ. Trước đó, Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan cũng có văn bản dừng xử lý vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với công ty Asanzo. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và lãnh đạo Tổng cục, Cục Điều tra chống buôn lậu đã thực hiện điều tra xác minh tại các công ty có liên quan đến việc nhập khẩu sản xuất kinh doanh các mặt hàng mang nhãn hiệu Asanzo. Quá trình kiểm tra hàng hóa hồ sơ cho thấy, đây là trường hợp tranh chấp quyền sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều 28 Nghị định 99/2013/NĐ-CP, Cục Điều tra chống buôn lậu quyết định dừng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với các công ty xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu Asanzo. Do đó, Cục Điều tra chống buôn lậu đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phối hợp làm thủ tục thông quan cho 18 container hàng hóa của các công ty liên quan đến công ty Asanzo.